Chiều ngày 22 tháng 10, đồng chí Hoàng Tuấn Tam, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện chủ trì hội nghị thông qua kế hoạch cưỡng chế, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với 46 hộ gia đình cá nhân vi phạm pháp luật về đất đai tại xã Tân Tiến. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân xã Tân Tiến, đến nay trên địa bàn xã có 46 trường hợp đổ đất, xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp. Các công trình vi phạm của các hộ nằm rải rác trên các tuyến quốc lộ 2A, đường tỉnh lộ 304 đi thị trấn Thổ Tăng, trục đường liên xã 27m đi Yên Lập, đường 36m trục trung tâm huyện, đường vòng tránh Tân Tiến đi Đại Đồng, đường nội đồng, đường trục xã và vị trí giáp cụm kinh tế xã hội Tân Tiến. Các hộ này đã tự ý đổ đất trên đất nông nghiệp, lấn chiếm đất thầu khoán, chiếm dụng đất đã giải phóng mặt bằng, chiếm dụng đất 5% xã đang quản lý, xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp, chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp. Tại hội nghị, các đại biểu chỉ ra những việc ủy ban nhân dân xã Tân Tiến cần chuẩn bị để đảm bảo buổi cưỡng chế diễn ra thành công. Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Tuấn Tam, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân huyện yêu cầu đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Tân Tiến quyết tâm xử lý cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với 46 trường hợp vi phạm trên. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Đảng ủy xã Tân Tiến tích cực, quyết liệt chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục các trường hợp vi phạm tự giác khắc phục hậu quả, thành lập tổ tuyên truyền, vận động do đồng chí Bí thư Đảng ủy xã làm tổ trưởng, xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong tổ để tham gia thực hiện tuyên truyền, vận động đảm bảo có hiệu quả cao nhất, thời gian thực hiện xong trước ngày 26 tháng 10 năm 2021. Tổ tuyên truyền vận động có trách nhiệm thực hiện thường xuyên liên tục tuyên truyền vận động kể từ khi thành lập đến khi kết thúc việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả